Chào các bác nha, lâu lâu em mới về được con máy rửa bát Panasonic TL9. Con này em vừa dọn dẹp xong lên sóng phục vụ các bác luôn này. Nó con TL9 em để mã số 9. Máy nguyên zin 100%. Con này thì về chỉ có lau chùi thôi các bác. Lau chùi vệ sinh, kiểm tra các hạng mục. Để tất cả nguyên zin hết nhé. Nói chung là mặt mũi sáng sủa, đẹp. Năm sản xuất của nó là 2017. 2017 nhé. Series máy là 0749. TL9. Lưng tôn thì cũng có một vài cái vết, nói chung hàng bãi các bác thì không tránh khỏi. Ngoại thất nói chung là ok. TL9. Nước nóng bỏng luôn, nước nóng 80 độ C. Ngoại thất sạch. Rồi thì ok nhé. Đấy. Một con TL9. Các bác nào thích đời cao. Đời 2017, cái chiếc này em bán là 5,2 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa phí nạp. Các bạn có nhu cầu các bạn ủng hộ nhé. Chào các bạn.